chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 4, hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa. Thì mình đang có mặt tại cửa hàng hoa, đi mua hoa để đón bạn sinh về nước sau 3 năm được gọi là đi trải nghiệm bên nước Nhật Bản. Thì hôm nay bạn sinh ra về. Thì mình vào và mình đặt một bó hoa gần 500 nghìn để tặng bạn. Đây, cô ấy còn đang làm đây này. Đây không? Đây là đang ở tòa anh em nhé. Đấy, cô ấy đang làm hoa để tặng cơ sinh ấy. Bạn này là sẽ tặng 7-8 cái mình cơ sinh đây. Ôi dê. Nhưng mà sao hoa để ở ngoài này nó nghéo nghéo ghê cùng. Hoa đây này, đây này. Toàn hoa giả ấy. Hoa là gì? Hoa ông phai à? Cánh ông phai. Cánh ông phai à? Anh em tôi đến sân bay Nội Bài và Sinh đã đến sân bay Nội Bài rồi, và hiện tại là Sinh đang chờ anh em tôi đang đến. Khốn nạn thế đi. Lâu rồi. Đây, đi đâu đây? Là đến nơi ở đây. Xe sao để đâu? Cầm xe lại đi thang máy lên nữa, mất một tí nữa. Mất nhiều tí quá rồi. Một tí thôi. Anh em ơi, hiện tại tôi đã ở sân bay rồi. Thì một tí nữa là thằng Vinh nữa ra một cả mẻ. Bây giờ người ta không cho vào trong này nữa, thì mình sẽ phải ấy ở ngoài này anh em nhé. Ô dê, bảo Sinh ra chưa? Trông sáng nhỉ. Sinh chưa bạn? Ông bảo Sinh ra đi. Ông bảo Sinh ra đi. Có được vào trong không? Nó đang cho vào chưa? Cái gì đây? Đi vào đi. Được vào, chắc là được vào mà. Ở đây là người ta đẩy ra này. Không được vào đâu. Ở đây nhường. Bảo Sinh ra chưa? Ông nhắn tin bảo Sinh ra đi. Chào anh em đi. Chào anh em nha. Chúng ta đang đợi bạn Sinh và áp lực quá. Thì bây giờ chưa thấy đâu. Vào trong này quay đi rồi. Vào trong này. Cầm đi. Dạ. Không phải lắm nữa. Bạn Sinh đây chưa? Chả biết. Nhắn tin bảo nó ra đi. Vào trong của số 6. Nhắn tin bảo nó ra đi. Lô. Vào đi. Từ từ, người ta đang ra đây nè. Đây xinh thế nhỉ. Lại tặng mẹ tiếp viên gì kìa. Bọn nó đâu? Ông cầm điện thoại. Ông cầm điện thoại đi. Sáng chưa? Ok, cung kìa. Cho mình nhỉ? Nhanh. Đâu? Đây rồi. Thằng này đâu phải. Tôi về nước ông đánh tôi. Không xin đâu. Ông bảo Sinh ra đi, không lo nếu ra đâu. Bạn Long tôi rồi.
0.5 à? Anh ghen rồi đấy. Rồi về nước anh em ạ. Tôi mới đi Korea về.